Xin chào tất cả các bạn nhá. Đó các bạn ơi, hôm nay anh em mình vừa mới mua được ít long, anh em mình về làm dồi rồi các bạn này. Làm dồi rất đó, là ngon. Dồi tiết, dồi rau các thứ rất là ngon. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào nồi nước để luộc nha các bạn. Hôm nay là anh em mình sẽ tổ chức một cuộc thi tiếp nữa, đúng không Ba Tiến? Đúng rồi. Đấy. Cái chỗ long này nó khoảng là bây giờ đến khi nhồi xong ấy, nó khoảng gần 5 cân các bạn nhé. Vừa lòng vừa tiết, rau cỏ các thứ cho vào đây. Bây giờ anh em mình bắt đầu cho luộc để mà tí nữa thần ăn ra. Thì sẽ tổ chức một cuộc thi là bạn tiến với thần ăn thi ăn mấy mét long này nha các bạn. Đó. Trời ơi. Nhìn rất là nhiều, rất là to luôn. Đấy, bây giờ anh em mình cho vào đây luộc, luộc phải thật là nhỏ lửa nha các bạn, không nó vỡ mất. Và phải ngồi để mà xăm soi. Chỗ nào căng là anh em mình phải châm ra nhá, cho nó xì hơi ra. Đó, chỗ nhìn đẹp quá. Các bạn hãy chờ đợi nhé, xem là cái cuộc thi ngày hôm nay như thế nào nhé. Lòng ăn rất là ngon, rất là mát. Thần ăn hôm nay được ăn mà còn chưa thấy da này này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khi mà anh em mình luộc cái lòng này thì nó hơi căng một xíu này, anh em mình ngồi anh em mình xăm nhá. Kiểu nó phụt, kiểu phụt lẽ giờ tiếng đồng hồ rồi, ôi trời ơi. Đó, nó căng và nó phụt cái tiết tươi của bạn này. Đó, bọt nó lên rất là bẩn. Bây giờ anh em mình sẽ hớt vào cái bọt này các bạn nhé. Để xong sau còn sử dụng cái nước này nữa. Cái nước này rất là ngon. Đó các bạn ơi, anh em mình đã luộc xong, làm xong, luộc xong mấy mét lòng rồi. Mỗi người phải, chỗ này đến 1 mét không nhỉ? Chỗ này phải 1 mét rưỡi, 1 mét 8. Đó, anh em mình vừa làm xong lòng nước các thứ từ sáng đến giờ. Bây giờ chuẩn bị để có một cuộc thi cho hai người này các bạn nhé. Anh em mình đã chia ra đây, mình nhường lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Đó, mình đã chia bằng cái dây này nhé, mỗi người một bên nha các bạn. Đó, ôi dài quá, hơn con rắn. Đó, mình sẽ chia ra mỗi người một bên nhé. Và bây giờ mỗi người sẽ dùng một cái dao để thái đầu. Bạn Tiến tháo này trước đi. Tháo rồi. Đó, và ai mà ăn được cái dây này trước này, có nghĩa là ai mà hết trước này, thì là người sẽ chiến thắng. Và người ăn chậm hơn thì sẽ phải uống nước mắm. Ok không? Đây, hai người đã chuẩn bị sẵn hai bát nước mắm, hạt dổi, ớt, các thứ rất là thơm ngon rồi các bạn ạ. Đó các bạn ơi, ngày hôm nay là có ý kiến của hai anh em là không phạt bằng nước mắm nữa các bạn nhé. Anh em mình sẽ phạt bằng một thứ khác. Nó không khó uống nhưng mà nó rất là khó ăn, bởi vì là lúc đấy là đã ăn rất là no rồi. Đó, đây là hình phạt. Có nghĩa là người nào mà ăn chậm hơn, ăn xong sau ấy, thì là sẽ phải làm thêm một bát bún nữa các bạn nhé. Đó, ăn đã lo, đã khó chịu rồi mà bây giờ phải ăn thêm một bát bún nữa. Chỗ này thì gần 2 cân cơ, nhưng mà mình cầm cái này thôi, tí nữa ăn sẽ ăn phải ăn thêm một bát các bạn nhé. Chan với cái nước canh lòng này với gia vị thì là tùy theo nhé. Hai người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mỗi người một con dao đúng không? Mỗi người một bát nước chấm. Okay. Đó các bạn ấy. Bình thường là anh em mình phạt bằng nước mắm, nhưng hôm nay là phạt bằng ăn để cho mà bồi thực luôn. Nhưng mà con dao mình bé quá, cảm giác nó không tự tin. Đấy không? Đây đổi chưa? Đó, Ba Tiến hôm nay có quyết tâm không phù thần ăn không? Bởi vì cái dinh anh em mình thấy ức không? Ức lắm. Đó, để mình bắt đầu cái cuộc thi các bạn nhé. Các bạn này, lòng nước rất là nhiều, rất là ngon nha các bạn. Đây, nước ra rất là ngon, rất là ngọt, nhìn rất là thèm luôn. Hai người sẽ phân chia bởi cái dây buộc mình buộc ở giữa này nhá. Hai người sẵn sàng cả nước chấm nước trước, hai người vào vị trí để cho nó gọn gàng nha. Cầm dao, cầm giếc đi nào. Đây, đúng chuẩn bị bắt đầu nhá. Đấy, cho thoải mái nhất đi. Chưa? Hai người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu. Trời ơi, nhiều lắm các bạn ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà rất là nhiều. Hai người cố gắng không được để rơi vãi nhiều nhá. Cố gắng không được rơi vãi nhiều đâu nhá. Nói chung là rất dài các bạn ạ. Mỗi người gần 1 mét đấy. Đó. Chấm với nước mắm hạt dổi, ớt. Ngon lắm. 1-2 miếng đầu tiên hai người thấy thế nào rồi? Ngon quá. Ngon đúng không? Vừa lóng này còn nước chấm ngon này kia nữa. Tất nhiên là phải dai rồi. Lòng mà. Hố lên nào. Ngon không anh Thuyên? Không là thầy
không ngon mấy nữa. Mới có 2-3 miếng mà này không ngon mấy nữa là sao? Ăn ngọt lắm các bạn ạ. Đấy, bạn Tiến bạn đang khen ngọt này. Mỗi người cái dao cứ ăn đến đâu thái đến đấy này các bạn nhá. Nước nước ra phê. Nước nó ngọt đúng không? Ừ. Đây các bạn nhìn này, nước nó dích nó mầm rất là nhiều này. Đó, ngon lắm. Hấp dẫn. Hấp dẫn thế. Bạn Tiến đang ăn rất là ngon, còn anh Thuyên thì cảm giác thế nào? Anh có mỡ này này không ăn được không? Thì anh cứ đánh cái chỗ nào dễ ăn trước. À, chỉ đấy có thể đấy là chiến thuật của anh Thuyên đấy các bạn ạ. À, anh Thuyên bây giờ đang thái ra sẵn để mà cho kịp ăn này. Đây chẳng mấy tôi thắng các bạn ạ. Đó. Tưởng ăn gì ăn nồng tức là Thuyên mắt. Trời ơi, Ban Tiến bạn ấy ăn rất là nhiều rồi các bạn ạ. Cái đoạn của Ban Tiến nó còn ngắn hơn. Anh Thuyên tình hình sao? Ngây quá. Ngây quá. Tưởng là lòng là sở trường của anh. Hóa ra là cứ ăn vào mới biết được các bạn ạ. Nó rất là nhiều tiết, rất là béo ấy. Có tiết, có rau, các thứ vào với cái lòng này là cái món nồi tảng nó cực kỳ béo luôn. Ăn rất là nhanh ngán ấy. Ngon lắm các bạn. Ban Tiến thì cứ thái từ nãy đến giờ. Ban Tiến đang gần đến sợi dây hơn rồi các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy sợi dây ở giữa anh em buộc không? Đây này. Đó. Nếu nói tầm đấy cũng làm phải hết 40 phần rồi. Ban Tiến thấy thế nào? Tầm này cũng ngấy rồi. Đó, bắt đầu ngấy, Ban Tiến cũng bắt đầu ngấy rồi các bạn nhé. Khô quá. Ăn nó cảm giác là không có nước, nước nên là nó rất là khó. Các bạn, đánh lần sau phải bồi thì biết nước rồi. Đúng rồi. Không thì... Đó, hai người cố lên nào. Khéo chẳng lâu hết chiến thuật nhá. Mời các bạn nhá. Trời ơi, bây giờ mới mời. Cái này à? Mình luộc từ từ nó săn lại thành này rất là dai. Đó, nó rất là dai các bạn ạ. Bởi vì nòng phải luộc kỹ nó mới chín. Để mình luộc này thì nó rất là hao lòng. Nhưng ở quán này thì nó sẽ nở ra. Người luộc nhanh nhá. Thôi Ban Tiến vừa nói vừa ăn đây nhá, chẳng này thua nhá. Đó, hai người cắt như kiểu ăn như đồ Tây. Ăn nòng lớn đấy nhưng mà này chơi theo kiểu thái đâu ăn đến đó. Cò cưa kéo xẻ. Nói chung là anh Thuyên là lúc đầu rất là hăng hái về cái món nòng này, còn kêu là sở trường luôn. Nhưng mà đến lúc ăn mấy miếng rồi thì mới biết là cái độ ngấy của nó đến như thế nào các bạn ạ. Ngấy đấy. Quá thể ngấy luôn đúng không? Cố lên nào, ai thua là còn ăn một bát bún nữa đấy nha. Khó khăn lắm các bạn ạ, các bạn không phải là đơn giản đâu các bạn. Mấy cân cơ mà không phải ít đâu. Gần 5 cân đấy các bạn ạ. Đó, nó dài, nó đặc. Đó, Ban Tiến số lượng nòng của Ban Tiến còn ít hơn các bạn nhé. Các bạn xem video của anh em mình thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Để anh em mình còn tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa nhá. Ban Tiến làm một phát dài thì luôn à? Dễ chấm. Như kiểu ăn chuối, ăn xúc xích ấy. Úi giời. Ngon quá, nhìn Ban Tiến và anh Thuyền ăn mình rất là thèm. Không được ạ. Wow, wow. Cố lên nào. Nói chung là thời gian mới chỉ có khoảng độ 3-4 phút thôi nhá. Hai người ăn cũng rất là nhiều rồi các bạn ạ. Anh Thuyền này ngay có vẻ hơi chậm, hay chắc là vừa ăn cơm ở nhà rồi hay sao nhỉ? Món này có phải sở trường đâu. Rồi, vừa mới tự tin lắm. Lòng món sở trường của anh. Ban Tiến nó vừa cắt một miếng rất là dài, bây giờ cũng gần hết rồi. Ngấy không Ban Tiến? Thật sự tầm này rất là khó luôn. Ừ. Tôi ăn nó gần như thế này. Là đây còn có một găng tay này bây giờ. Đây là ăn nó to chứ ăn nó này đổ đi thì nó khó hơn nữa. Tầm này. Nó ít nhân nhưng cái này là nhiều cái bên ngoài đúng không? Nhiều cái lớp lòng nó rất là ngấy các bạn ạ. Cố lên nào, người nào chạm cái dây trước là người đấy sẽ chiến thắng nha các bạn.
Nhưng mà nói thật sự là mình ngồi ở ngoài mình nhìn thấy quá là thèm luôn. Nó nóng mà, ngon. Chấm cái nước mắm hạt rổi nữa. Hết bài. Ban Tiến giờ đang nước rút rồi, chỉ cần cho một bàn nhai không nôn là ban chiến thắng rồi. Úi trời ơi, ban lại còn cho tất vào, cho tất vào là lôn đấy, lôn rồi nó lại thua đấy. Tránh nhá, cố lên nha, không để lôn nha. Đấy, anh Tuyền anh cứ miếng một không đuổi được kịp rồi, nhưng mà cứ từ từ dần dần thôi. Mà Tiến đang chạm ngưỡng luôn rồi. Mở mắt. Để cho. Cho làm khi. Đó các bạn ơi, Ban Tiến bây giờ đang chuẩn bị ăn nốt miếng cuối cùng rồi. Anh Tuyền còn rất là nhiều. Đó, rất là nhiều, anh Tuyền còn 4-5 miếng cơ. Anh thua rồi, ba miếng nơi này không nuốt được. Anh Tuyên đang chơi trò anh nuốt được, anh vẫn thua mà. Chơi trò khích để mà cho Ban Tiến, Ban ấy ăn nhanh thì có thể Ban Tiến ăn bụng lồn nhé. Em phải thở lại, em phải ăn nòng lợn để mà tìm kiếm da dày vương. Em đang thở để mà lực rút cho nó đỡ lồn, nghỉ ngơi một chút. Ăn đi em, cố lên. Úi giời ơi, cố gắng ăn nha. Đấy, anh Thuyền anh vẫn cứ ăn từ từ các bạn ạ. Đây là miếng quyết định. Rồi, Ban Tiến đã thắng cuộc. Chưa thắng, đã nuốt đã đâu mà thắng. Rồi. Kết là thắng rồi. Không bị được. Em ngậm đến mai được. Em ngậm đến sáng mai được. Em bị được thì mới thắng. Dài lắm rồi. Nuốt xuôi. Cẩn thận nha. Không nhả. Miếng cuối cùng thì rất là khó, phải nuốt được các bạn nhé. Tầm này nuốt là dễ ấy lắm. Ngủ đấy. Ban Tiến uống nước canh cho nó trôi à? À cái ông văng miếng nòng. Thế là cuộc thi ngày hôm nay là Ban Tiến đã chiến thắng rồi các bạn nhé. Anh Thuyền là người thua cuộc đúng không? Có tâm phục khẩu phục không? Anh phục. Rồi thế bà chuẩn bị gọi là bún để cho anh Thuyền ăn nhá, chuẩn bị hình phạt là bún nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cái hình phạt là anh Thuyền sẽ ăn một bát bún nhá. Đây nước canh anh em mình đã chắt sẵn rồi đây nhá. Đây Ban Tiến sẽ gắp bún ra bát cho anh Thuyền nhá. Tì tâm em nó. Đấy thì tì tâm nó Ban Tiến mà, hình phạt mà. Ở trong mà hình phạt ngày hôm nay nó còn khó hơn cả nước mắm các bạn ạ. Em nói thật anh Thuyền, tâm em nó không ác lắm. Nói tốt đẹp gì đó. Nói thẳng là tầm tối lắm. Rồi thế thôi. Rồi đồng. Rất là nhiều các bạn nhé. Như là người ta nói là có hai người thì cũng phải chừa một cái phần này để cho mình nó Thanh thản không. Đó sao? Ở chung là đã ăn no mà lại còn bị phạt một bát bún nữa thì nó là siêu khó luôn các bạn nhé. Anh Thuyền ăn nhớ mời các bạn nhé. Bún nòng. Mời các bạn nhá. Tôi đành gọi bún nòng như sợ quá.
Đấy, anh Thuyền đang bắt đầu hình phạt các bạn nhé. Cho trưa lần sau cái tối ăn ké mới nhỉ. Dình mò anh em mình ăn đi. Hôm nay cho ăn thoải mái đi. Muối à? Rồi Mạnh lấy cho anh tí muối. Con không anh Thuyền? Không lấy rồi. Tại thì ăn rất là nhiều lòng các bạn nhé. Bây giờ này ăn một bát bún to này nữa. Úi dồi ôi. Nói chung là nhìn anh Thuyền ăn cái món gì cũng thấy ngon. Phải nhiều quá không? Hình như mình cho vẫn hơi ít bún hay sao? Đây tao gọi là thưởng nhưng gọi là phạt điều. Hay là hôm nay anh Thuyền anh chuyến chiến thuật muốn ăn được nhiều hơn nên còn kêu anh em về thưởng à phạt là phạt bằng ăn thêm. Trời đất. Ông này ông ấy tinh thật, ông khôn thế. Ngon không anh Thuyền? Ngon em ạ. Ngon à? Cháu thử. À quên là sao lại nhiều nhiều tí. Phạt hôm nay phạt hơi ít. Hơi ít. Được. Lúc thì anh đã dặn trước là tùy tâm rồi mà bạn Tiến vẫn không hiểu à. Ngon đấy nhỉ. Cả nước cả uống nó xanh. Chưa kịp mang muối ra. Ừ. Trời vừa nãy anh Thuyền ăn miếng đầu kêu nhạt quá. Kêu cô em lấy muối ra mà cô em chưa ra đến đây cả là hết rồi. Hình như là phẹt này hết cả nước đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Hình như gì? Nó dư thật. Lột bát ra nhé. Ôi trời ơi trời trời. Ừ. Ừ. Rồi. Ừ. Vòi cũng phi là tốt. Ừ. À, Mạnh mang muối ra đây cho anh. Ui rồi ơi. Các bạn nhìn này bây giờ mà có muối thì là không quá. Bún vậy đã hết sạch rồi nha. Áo mua ba. Ô này. Đó. Muối thì mình... tâm đây là hơi hơi kém. Đây muối đây. Đó các bạn ơi, anh em mình đã kết thúc cái cuộc thi ăn lòng này hôm nay hả nhá. Bạn Tiến là người thắng, bạn Tiến hôm nay là có cái ngôi vị gọi là da dày vương. Buồn lắm. Đấy, anh Thuyền thì đã ăn thua và chịu hình phạt ở một bát bún thì anh ăn không có một tí nước mà luôn. Đó, rất là kinh khủng các bạn ạ. Cuộc thi ngày hôm nay của anh em mình rất là hay. Có người thắng, người thua, anh Thuyền thì thua là tâm phục khẩu phục không? Anh thua anh thì vui ấy. Anh Thuyền thua thấy vui các bạn ạ, vui vì được vui hơn thắng cơ. Các bạn biết tại sao tôi buồn không? Buồn vì anh Thuyền này anh ấy giả vào thua hay sao để ông ấy ăn bún hay sao kèm bún hay sao đúng không? Ăn thấy rất là ngon miệng mà tôi như một cái con rối để mà người ta quay chỉ đạo thật sự là tôi trước khi buồn. Hình phạt là anh Thuyền anh bảo tùy tâm gấp bao nhiêu thì gấp một bàn tiến thì còn gấp ít nữa đúng ra không biết thế đây đầy tí anh ăn đủ đấy tối nào. Các bạn là xem video của anh em mình nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá để anh em mình ra nhiều cuộc thi ra nhiều món ăn ngon hơn hấp dẫn hơn các bạn nhá và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.